Every little drink or two, or how could you be that girl? I walk into a smoke-filled room, a little black dress and mama shoes. Hello, xin chào mọi người đã đến với channel của Bi. Và hôm nay thì Bi sẽ thực hiện một kiểu makeup dành cho tóc ngắn như thế này. Nếu như các bạn nào tóc ngắn mà đang không biết makeup làm sao thì Bi hy vọng rằng cái kiểu makeup này của Bi sẽ giúp được cho các bạn một cái gì đó. Và đây cũng không phải là cách mà Bi dạy các bạn phải làm như thế nào, mà Bi chỉ muốn làm theo những cái gì mà Bi đã từng làm thôi. Và cái video hôm nay thì nó cũng thoải mái hơn những cái video lúc trước, bởi vì Bi vừa make up và vừa buông dưa lê tám và tâm sự với các bạn luôn nhé. Bây giờ thì Bi sẽ bắt đầu ngay thôi. Đầu tiên thì Bi sẽ dùng foundation, và foundation của Bi dùng đó là Makeup Forever HD, bởi vì Bi muốn thử cái foundation này nó có giữ được trên mặt của Bi nó lâu không á. Thì Bi sẽ thử mà không có dùng primer, thực ra cũng là vì lười á. Bi sẽ để tất cả những cái sản phẩm mà Bi dùng ở dưới phần description box, cho nên các bạn nhớ check nha. Và Bi sẽ pump lên tay của mình như thế này. Và cái dạng foundation này thì nó cũng không có quá đặc. Bây giờ thì Bi sẽ chấm lên mặt trước. Thật ra thì bình thường á, Bi không có dùng primer, bởi vì những cái foundation này á, nó cũng giữ được rất là lâu, mà đặc biệt là cũng hơi bị lười. Cho nên cái bước nào skip được thì Bi sẽ skip vào luôn. Và Bi sẽ dùng cái miếng bông này để mà Bi tán nó ra. Cái bông này thì các bạn nên thấm nước một tí xíu để cho nó có cái độ ẩm á. Thì khi mà các bạn tán foundation ra thì nó sẽ đều vào, mịn màng hơn khá là nhiều. Bữa Sephora nó có sale 10% với lại 15% á, mà Bi lại chần chừ không mua, bây giờ lại tiếc hùi hụi. Bỏ đồ vào giỏ hàng rồi, chọn được mấy món nhưng mà lại không có mua. Bây giờ thì muốn mua mà lại không có được sale, cảm thấy mình hơi bị ngu. Bi đã tán đều ra rồi. Kế tiếp thì Bi sẽ dùng concealer của Maybelline. Cái này là màu 20, màu like. Bi sẽ xịt một ít ra tay thôi. Thực ra thì bình thường Bi make up á rất là lẹ, bởi vì những cái bước này thì không có đâu. Và Bi cũng sẽ dùng cái brush để mà Bi tán là luôn. Khi mà mình dùng mấy cái này thì nó vệ sinh hơn á. Tay nhiều khi nó dơ mình đâu có biết được, nhiều khi mình rửa thì mình vẫn còn dơ. Và để mà contour cho mặt á thì Bi sẽ dùng cái của NYX Wonder Stick này. Bi sẽ contour cho mặt. Và bởi vì nhiều bạn cũng nói là cái này không có tốt á, cho nên là Bi cũng muốn cho các bạn thấy là Bi xài như thế nào. Thật ra thì Bi cũng rất là thích cái này. Và Bi sẽ vẽ xung quanh nó như thế này, bởi vì mình muốn cho cái mặt của mình nó gọn hơn á. Sau đó đó thì Bi cũng sẽ dùng cái brush này, Bi tán đều ra luôn. Thực ra khi mà khi xài cái này á, thì Bi rất là thích, bởi vì nó rất là nhanh, nó lẹ, nó không có cần phải cần cọ. Powder thì Bi sẽ đánh sau cùng, bởi vì Bi muốn làm mắt và chân mày trước khi mà Bi dùng powder, bởi vì nhiều khi những cái bột phấn mắt á, nó sẽ rơi xuống đây nè, ấy rồi á, thì nó sẽ lem nuốt tùm lum, cho nên là Bi không có muốn dùng phấn bây giờ. Về phần mắt và chân mày thì Bi sẽ chỉ dùng một cái hộp màu này thôi, đó là của Too Faced Chocolate Bar này. Về phần cả chân mày á, thì Bi sẽ dùng màu Milk Chocolate pha trộn với màu Semi Sweet này, thì nhìn nó tự nhiên hơn, nó không quá sáng, một hồng quá đậm. Và cái cọ thì Bi sẽ dùng cái cọ mà có cái angle như thế này. Đầu tiên thì Bi sẽ vẽ phần đuôi trước, xong rồi đi lên từ từ thôi, bởi vì mình muốn ở trên cái phần trên này á, nó nhạt hơn là phần đuôi thì nhìn nó tự nhiên hơn. Lúc trước Bi hay up những cái video mà về làm móng tay, vẽ móng tay á, thì có một số bạn cứ nghĩ là Bi là thợ làm móng tay. Thật ra thì Bi không có đi làm móng tay. Bi chỉ thích làm cho bản thân Bi thôi, chứ Bi không có làm cho người khác, và cũng không có đi làm nail, cũng không có bằng nail luôn. Bây giờ thì Bi sẽ lấy một cái cây có cái brush như vậy nè, Bi sẽ tán đều ra thì cái chân mày của mình nó nhìn nó không có quá đậm, nhưng mà nó vẫn tự nhiên hơn. Thật ra cái nghề của Bi làm á là về thuốc men nhiều hơn,
Có nghĩa là Bi mix thuốc cho những cái bệnh nhân nào mà mắc bệnh ung thư á. Bi làm từ thứ hai đến thứ sáu cho nên Bi cũng ít có thời gian để mà làm video. Chỉ có khi mà thứ bảy chủ nhật thì Bi được nghỉ thì Bi mới làm video cho các bạn xem thôi. Cho nên là nhiều người hỏi tại sao lại chậm vậy. Thực ra thì Bi cũng không muốn, bởi vì Bi cũng đã lập gia đình rồi, thời gian thì lại không có, cho nên các bạn hãy thông cảm cho Bi nha. Nhưng mà bây giờ thì Bi sẽ cố gắng up lên nhiều hơn cho các bạn xem, bởi vì Bi cố gắng sắp xếp nhiều thời gian để mà có thể làm video. Nếu như mà chân mày của các bạn mà nó dày quá, hay là các bạn không thích, hoặc là có những cái mà nó dày hơn bên này, thì các bạn có thể dùng corrector. Bi dùng là cái loại của L'Oreal True Matte. Bi sẽ dùng cái này để mà che đi những cái khuyết điểm mà mình muốn cái chân mày của mình nó sắc hơn á, thì Bi sẽ dùng một cái brush và Bi sẽ che đi ở phần đuôi một tí xíu, nhìn cho nó sắc hơn. Nhiều khi nó không có bị mỏng á thì mình che lên. Ok, bây giờ thì Bi sẽ sang phần mắt. Và mắt thì Bi cũng không có làm gì quá đậm đâu, Bi chỉ làm những cái màu nhạt thôi. Và Bi sẽ dùng cái màu Milk Chocolate này để mà làm nền. Bi sẽ tán đều sơ ra. Trong khi mà Bi làm cái nền cho mắt á, thì Bi cũng sẽ đi xuống phần mũi luôn, bởi vì cái màu này nó rất là tự nhiên. Và Bi cũng sẽ tạo cho cái phần sống mũi của Bi nó thon gọn hơn. Và Bi cũng sẽ cho một tí xíu ở dưới này và ở dưới này. Sau đó thì Bi sẽ dùng màu Champagne Truffle như này để mà ngay cái khoảng của phần mí mắt. Làm như vậy thì con mắt của mình nó sẽ mở ra hơn và nó to hơn nhiều. Như vậy thôi, và Bi cũng sẽ cho một ít ở dưới này luôn. Bây giờ thì Bi sẽ kẻ eyeliner, và cái này là màu brown của Rimmel London. Cái này thì Bi có nhắc đến ở trong cái video yêu thích của Bi tháng 3 đó. Thì nếu như mà các bạn chưa xem thì các bạn nhớ check cái video nó nha. Và Bi sẽ kẻ nó ở dưới phần lông mi của mình. Rồi sau đó thì Bi sẽ kẻ nó ra một chút thôi. Bên này cũng vậy luôn. Và Bi sẽ kéo một ít ở dưới này luôn. Bây giờ thì Bi sẽ dùng kẹp mi. Một chút nữa thì Bi sẽ làm một cái challenge nữa. Cái challenge này thì, cái thử thách này thì cực kỳ khó. Bởi vì Bi nghĩ là Bi không có làm được. Khi mà Bi bấm á, Bi hay dở lên vậy nè, để cho nó cong á. Không biết các bạn có giống Bi không? Ok, bây giờ thì Bi sẽ dùng mascara, và loại Bi dùng nó là của Maybelline The Rocket Volume. Loại mascara này thì Bi khá là thích, bởi vì nó không trôi nè, và nó lại làm cho cái lông mi của mình nó nhiều hơn, nó rậm rạp hơn. Và Bi cũng sẽ cho một ít ở dưới. Cái này thì Bi cũng đã nhắc qua trong cái video yêu thích của Bi tháng 3. Cực kỳ thích. Nè, các bạn thấy không? Chỉ cần chay ra thôi. Sau đó thì Bi sẽ dùng highlighter, và cái mà Bi dùng đó là Champagne Pop của Becca Becca. Cái loại này là của chị Jaclyn Hill á. Bi sẽ cho một ít ở đây. Ở này. Và ở trên chân mày luôn. Bây giờ thì Bi sẽ dùng son môi, và loại Bi dùng đó là của Colourpop. Cái màu này là màu Chola. Oops. Hên quá. Còn cái màu này là màu Pasty. Nó là dạng cam, còn mình là màu hồng. Tay Bi sẽ chai ra cho nó đẹp hơn một chút. Bây giờ thì Bi sẽ dùng cái màu hồng này để mà Bi đánh vào bên trong.
Bây giờ thì Bi sẽ đánh phấn lên chỗ nào mình cần thiết thôi. Và phấn mà Bi dùng đó là của MAC. Chỗ nào mà ra dầu thì Bi sẽ đánh nào. Ở bên này này. Cái chai này là Makeup Setting Spray, để mà nó có thể làm cho cái makeup của các bạn nó hòa quyện với nhau và nó sẽ làm đẹp hơn và nó cũng sẽ giữ được lâu hơn. Cái này là của Urban Decay và Bi sẽ xịt lên một tí. Và đây là kiểu makeup dành cho các bạn tóc ngắn và hy vọng các bạn sẽ thích cái video này. Nếu như mà các bạn có những cái yêu cầu nào khác hơn ngoài dành cho tóc ngắn hay là tóc như thế nào đó hoặc là như thế nào đó thì các bạn hãy comment lên nhớ cho Bi biết nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp và các bạn đừng quên là like và subscribe channel của Bi nhé. Và Bi cũng muốn giới thiệu với các bạn hai bạn, một bạn ở Facebook và một bạn ở Instagram. Đây là hai bạn mà Bi cảm thấy là hai bạn ấy thường xuyên cập nhật và thường xuyên ở trên Facebook và Instagram của Bi và like những cái hình ảnh của Bi. Và Bi rất là cảm ơn những các bạn khác nữa. Và Bi hy vọng rằng trong những cái video kế tiếp Bi cũng sẽ giới thiệu một hai bạn hay là ba bốn bạn gì đó ở trong cái video của Bi. Và hy vọng rằng các bạn sẽ tham gia vào cái gia đình nhỏ này của Bi bằng cách subscribe và like Facebook, follow Instagram và cả Snapchat nữa, để Bi có thể giới thiệu từng bạn một cho các bạn YouTube khác có thể biết đến các bạn nhé. Và cái video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye.